Thì bây giờ Tiểu Đồng nghe nói vậy mới khoanh tay thưa thầy, trước đây thầy dạy con cái câu là hàm phí vô ích duy cần hữu công, chơi không lợi ích chỉ cần học mới nên công, thì sao hôm nay thầy dạy con đi chơi? Cũng cái câu này là cái câu mà gậy ông đập lưng ông, cái câu dạy của Khổng Tử, mà lấy câu dạy đó mà đáp lại ông Khổng Tử. Khổng Tử không sao trả lời được, ông liền bước ra sân, bỏ chú Tiểu Đồng ra sân. Thì lúc bấy giờ Tiểu Đồng suy nghĩ, nếu như vậy thì hôm nay thầy đã là không giải đáp được mà thầy bỏ ra đi. Thấy vậy rồi ông cũng xếp sách rồi để dưới cái kệ, xong rồi chạy ra trước sân chùa, sân trường để chơi giải trí. Nhưng có một điều lạ là Khổng Tử khi lên xe lừa xe ngựa để chuẩn bị chạy qua những cái dòng sân để mà giải trí, thì Tiểu Đồng đã chặn đầu xe của Khổng Tử, đem gạch mà chất, nghĩa là ba cửa sổ, sáu cửa vuông, chất xong chặn đầu xe Khổng Tử. Thì lúc bấy giờ Khổng Tử đánh xe đi tới không được, liền bước xuống xe mở cửa đến quở vậy, chứ trò chơi sau lại không tránh đầu xe. Thì Tiểu Đồng đáp thưa thầy, thầy bảo con đi chơi giải trí, mọi sự giải trí không cố định, ai thích môn nào thì chơi môn nấy. Hôm nay con chắc đây là một cái thành vua, dám xin hỏi sư phụ từ xưa đến nay, chứ xe tránh thành hay là thành tránh xe? Thì lúc bấy giờ Khổng Tử không sao trả lời câu này nói được, nên mới là hỏi lại căn cước của Tiểu Đồng, trò ở làng nào xóm nào, chữ hiệu lộ chi, bao nhiêu tuổi mà lại xảo trá lắm vậy? Chữ xảo trá. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ thưa ông Mười, hôm nay ông Mười định giải đáp giùm cho con nghi vấn, hay là kể cho con một câu chuyện nào ông Mười? Câu chuyện có ý nghĩa hay không Mười? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa ông Mười, hôm nay thì cũng hữu duyên con tìm gặp ông Mười tại đây, vùng Đồng Tháp Mười mênh mông. Thì qua đây con thì lúc nào cũng đi tìm những cái câu chuyện huyền bí, tâm linh, hay là tìm về nguồn gốc của Phật pháp ông Mười. Qua đây con nhờ ông Mười nhắc lại giùm cho con một cái câu chuyện nào đó để gửi đến quý cô chú đang xem trên màn ảnh ông Mười, và ông Mười giải đáp giùm cho con câu chuyện đó có ý nghĩa gì trong Phật pháp hay là trong tu hành nha ông Mười. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thuận theo dòng nhân duyên Phật pháp, thì Châu Phú cũng hiếu kỳ đối với giáo lý Phật Đà của Đức Bình Giáo Chủ, nên vì lẽ từ trường xá xa xôi cũng 50-60 cây số giờ, thế mà cháu nó cũng được đến đây để tìm lắng nghe những cái tin tức sâu sắc về đúng vấn đề Phật pháp. Thì chúng tôi rất tán dương tinh thần cháu. Giờ đây thì trước nhất thì chúng tôi cũng gửi lời thăm cô bác anh chị em đồng đạo xa gần từ trong nước và ngoài nước, và đồng thời chúc cho quý vị được thân tâm thường lạc, đạo quả chân dung, và đồng thời chúng ta cùng lắng nghe những dòng suối ngọt của Phật giáo Hòa Hảo. Thưa quý vị, căn cứ theo cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khi mà đã được sau cái thời kỳ mạt pháp cùng cơ, tuy đã đến thời kỳ mỏng manh của cái Nguyên Hạ, nhưng mà rồi cũng có một số người phát triển theo cái đà tiến hóa của mặt tinh thần, nên vì lẽ mà số cô bác anh chị em không lượng nhỏ lớn sang hèn, thế mà rồi họ cũng đang cũng tìm tòi những cái bí quyết của đạo Phật để rồi lấy đó làm phương châm cho đời sống của mình trở về với nguồn suối đạo. Thì chúng tôi và cũng để tô điểm thêm cho giáo lý, và cũng như mọi cái nguồn gốc của Phật giáo Hòa Hảo được xuất xứ một vị hòa Phật ra đời tại miền Tây Nam Bộ, nên vì lẽ mà trên dưới là 101 mẫu chuyện bên thầy. Ở đây chúng tôi chỉ dựa vào cái bài thi của Vịnh Hằng Nga là cổ thi. Rồi trước nhất là chúng tôi xin nói qua cái phần mà ngâm qua hai bài thi của cổ thi mà khi Đức Thầy đắc quả trong bài Vịnh Hằng Nga, rồi chúng tôi bắt đầu kể chuyện của cái mẫu chuyện bên thầy, tức là cây đòn dông. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông mời, ông mời. Con thích nghe ông mời vẫn ngâm sám giảng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
khen ai cắt cỡ bấm trời tay. Ủa anh nhắm thức tỉnh hằng an khéo về bài một phiến linh đinh trôi mặt biển nửa dừng lững đừng giang trên mây cá ngờ câu thả tới bời lội chim trường tưởng trướng cung sập sần bay nên một nên hai vừa bé tuổi 15, 17 bốn phương bay. Đức thầy đáp quả: mây hằng năm sắc ở phương tây sáng suốt ổ kim bởi vàng mày miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển lưỡi mềm lợi lớn dãy rồng mây lòng trong thánh kệ tình bơi lội giả sạch Phật kinh ý luyện bay dầu cho thân mộ thanh xưng tuổi thức giấc đời mê phải được hay. Nam mô A Di Đà Phật. Và để tiếp theo đây thì chúng tôi xin kể lại nguyên văn một phần nào đối với cái bài mà chuyện bên thầy cây đồng dông, và liên tục theo đó là quan hệ đến cái phần mẫu chuyện được sáng tỏ thêm cái cây đồng dông là Hạng Thác Luận Đạo hay Khổng Thần Đồng Vấn Thông Tử. Thưa quý vị, cái lúc Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình năm 1939 và 40 thì lúc đó có ông Mạnh này đó là bạn của ông Đào Thành Đô đến thăm người bạn, nhưng mà khi được đến thăm thì sau khi phân ngô chủ thứ xong rồi, ông Mạnh mới là hỏi ông Đào Thành Đô: tôi nghe tin là anh đã quy y với thầy Tư là con ông cả ở dưới Hòa Hảo rồi, có phải không vậy? Bây giờ ông Đào Thành Đô ôn tồn trả lời: đúng vậy. Thì ông Mạnh lại trả lời: anh nghĩ sao anh là người đã lớn tuổi mà lại quy y với cái ông đạo rất nhỏ, trình độ học vấn lại là một người học lớp nghĩa là ba, mà anh lại là mê tín dị đoan như vậy. Thì lúc đó ông đổ dồn vô từ câu này đến câu nọ. Thì lúc bây giờ ông Đào Thành Đô nghe ông bạn dồn dập đưa ra những câu chê Đức Thầy còn nhỏ tuổi rất nhiều, Đào Thành Đô ông bình tĩnh và trả lời: tại anh không biết, chứ thầy tôi biết được tâm lý của quần chúng hết, vì anh chưa gặp thầy tôi nên nói như vậy, chứ nếu gặp rồi thì Đức Thầy nói về tâm lý kể như là anh cũng như tôi vậy thôi. Thì lúc đó ông Mạnh mới trả lời: chưa gặp thì chưa biết. Bây giờ ông Đào Thành Đô mới rủ: ngày mai đó tôi cũng rảnh, thôi giờ tôi với anh muốn biết được sự thật ra sao và cái chuyện mà tôi mê tín hay không thì mời anh ngày mai cùng với tôi, anh em mình đi đến đó trước là thăm viếng tổ đình và tìm cái sự mà ra đời của Đức Thầy. Thì hai ông đồng ý, ông Mạnh đồng ý. Sáng ngày hôm sau hai ông đồng hành được đến nơi. Lúc bây giờ số bà con trong lúc mà thầy ra đời đó họ cũng đổ xô tới sớm và ngồi rất đông rồi. Trước rồi thành ông Mạnh ngồi một góc, Đào Thành Đô cũng ngồi để mà xem coi Đức Thầy lúc mà chữa trị bệnh xong rồi bắt đầu Đức Thầy mới thuyết pháp. Có một điều lạ là Đức Thầy đứng lên thuyết pháp xong rồi thầy lại dòm ngay cái ông Mạnh. Thầy nói vậy chứ tôi hỏi mấy ông, mỗi khi mà cái người thợ đốn cây để làm nhà một bụi tre rồi cái cây tre lớn đó họ làm có phải là làm cột không, cột cái không,
cây nhỏ hơn thì lọc cái làm cái nghĩa là cột ngàn ba ngàn gì, rồi cây nhỏ hết trơn đó rồi họ để đâu mà ngay thẳng, cái cây nhỏ mà ngay thẳng họ để đâu vậy mấy ông có biết không à? Thì mọi người không sao trả lời luôn. Bây giờ thì thầy mới nói như vậy, có phải trong cái cây nhỏ hơn mà nó ngay thẳng đó, có phải là để làm cây đồng dông không à? Nói như vậy mà thầy vừa nói vừa dòm ông Mạnh. Thì lúc đó ông Mạnh ông má đang ngồi mà hết sức là dẫn óc và suy nghĩ, tại sao mà ông đạo này ông biết được tâm lý của mình mà lại là ông nói là nói cả tâm ý mà ông nói ra. Cho nên từ đó sau cái cuộc thuyết pháp của thầy đi xong rồi thì ông Mạnh vội vã đến nơi, 3 ngày sau đến nơi giờ đã đi quy y với đức thầy cũng như ông Đào Thành Đô vậy. Thì có một số bà con họ nghĩ rằng khi mà đức thầy ra đời cái tuổi còn nhỏ, theo tính theo dương lịch là 19 tuổi mà âm lịch thì 21 tuổi, thì có số bà con người ta nghĩ rằng cái người trình độ học vấn không được bao nhiêu mà trái lại là cái tuổi đời còn nhỏ, nên vì vậy đó thì cái số bà con người ta cũng chưa có biết được cái quy lực cũng như cái sự sứ mệnh lâm phàm của đức thầy, với cái câu là nay khùng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng bỗng lại có sông. Thành ra từ đó hôm nay cái ông thầy giáo Xoài khi mà làm cái bài thi trong đó 3 bài, nhưng mà có điều một cái bài chót nhất là cái bài nói là ông ơi nay đã bao nhiêu tuổi sao chẳng có lo cuộc tấn tần. Thì bây giờ đức thầy ngắt ngang lời của ông thầy giáo Xoài mà trả lời đạo đời đâu lượng người cao tuổi, xin miễn cho ta cuộc tấn tần. Giờ đây chúng ta mới thấy lại trước đây đó thì trong cái thời kỳ mà xa xưa kia thì Hạng Thác là có 8 tuổi à, mà Khổng Tử khi xưa là thầy của Hạng Thác còn phải là cái sự vấn đáp còn phải thua Hạng Thác. Ở đây chúng tôi lần lượt kể qua cái này để so sánh những cái chuyện của thầy ra đời trong lúc còn nhỏ tuổi mà ông thầy giáo Xoài cũng như ông Mạnh đã chê thầy. Lúc mà Khổng Tử ra đời mở đạo thì có dạy là mở trường dạy là thất thập nhị hiền tam thiên đồ đệ, tức là 72 người đệ tử lớn và 3.000 đệ tử nhỏ. Nhưng mà đến cái giờ kiển đánh ra chơi để giải trí thì lúc đó đó thì các môn nhân đệ tử đồng tuân theo cái nội quy nhà trường đi ra để mà giải trí ở trước sân chùa, trên sân trường. Thì lúc bây giờ có một cái chú tiểu đồng trạc chừng 8 tuổi không ra chơi mà ngồi vẫn lật sách miên man mà học ở trên cái kệ. Bây giờ Khổng Tử bước đến mới vỡ nói nội quy nhà trường đã có, kiển đánh ra chơi giải trí sao trò lại là không tuân theo cái nội quy mà trái lại còn ngồi học. Thì bây giờ tiểu đồng nghe nói vậy mới khoanh tay thưa thầy, trước đây thầy dạy con cái câu là hàm phí vô ích duy cần hữu công, chơi không lợi ích chỉ cần học mới nên công, thì sao hôm nay thầy dạy con đi chơi? Cũng cái câu này là cái câu mà gậy ông đập lưng ông, cái câu dạy của Khổng Tử mà lấy câu dạy đó mà đáp lại ông Khổng Tử. Khổng Tử không sao trả lời được, ông liền bước ra sân bỏ chú tiểu đồng ra sân. Thì lúc bấy giờ tiểu đồng suy nghĩ, nếu như vậy thì hôm nay thầy đã là không giải đáp được mà thầy bỏ ra đi. Thấy vậy rồi ông cũng xếp sách rồi để dưới cái kệ xong rồi chạy ra trước sân chùa, sân trường để chơi giải trí. Nhưng có một điều lạ là Khổng Tử khi lên xe lừa xe ngựa để chuẩn bị chạy qua những cái dòng sân để mà giải trí thì tiểu đồng lại chặn đầu xe của Khổng Tử, đem gạch mà chất, nghĩa là 3 cửa sổ, 6 cửa vuông chất xong chặn đầu xe Khổng Tử. Thì lúc bấy giờ Khổng Tử đánh xe đi tới không được, liền bước xuống xe mở cửa đến quở vậy chứ trò chơi sau lại không tránh đầu xe. Thì tiểu đồng đáp thưa thầy, thầy bảo con đi chơi giải trí, mọi sự giải trí không cố định, ai thích môn nào thì chơi môn nấy. Hôm nay con chắc đây là một cái thành vua, dám xin hỏi sư phụ từ xưa đến nay chứ xe tránh thành hay là thành tránh xe. Thì lúc bấy giờ Khổng Tử không sao trả lời câu này nói được, nên mới là hỏi lại căn cước của tiểu đồng, trò ở làng nào xóm nào chữ hiệu lộ chi, bao nhiêu tuổi mà lại xảo trá lắm vậy. Chữ xảo trá tức là lanh lợi và sáng suốt mà không thật. Cho nên từ đó Hạng Thác tiểu đồng đáp thưa thầy, con ở làng Tệ chốn Hèn họ Hạng tên Thác, mới có 8 tuổi không có chữ hiệu, dám xin hỏi sư phụ con cá con trảnh sanh ra 3 ngày, con cá sanh ra 3 ngày thì biết chạy chơi trong ao sông, con thỏ sanh ra 3 ngày thì biết chạy chơi ra đồng ruộng, còn con người sanh ra 3 năm thì biết được kêu tiếng ba tiếng má, trời sanh các loài tự nhiên như vậy, sao thầy lại nói kẻ tiểu nhi này là xảo trá.
vì tiểu nhi đã 8 tuổi rồi. Thì Khổng Tử nghe nói vậy, bây giờ mới rủ, thôi bây giờ trên ta cũng muốn cùng trò đi dạo trên xe, ý trò nghĩ sao? Thì Hằng Thác đáp: thưa thầy, nhà có cha nghiêm cần phải thờ, nhà có mẹ hiền cần phải, nhà lành cần phải nuôi, nhà có anh hiền cần phải theo, nhà có em yếu cần phải dạy, nhà có thầy sáng cần phải học. Tiểu nhi này có rảnh đâu mà đi dạo chơi với thầy. Nghe nói vậy rồi Khổng Tử rủ một lần nữa: trên xe ta có 32 con cờ, ta muốn cùng trò đánh chơi, ý trò nghĩ sao? Thì lúc bấy giờ Hạng Thác đáp: thưa thầy, thiên tử ham cờ mà bốn biển chẳng an, chư hầu ham cờ bạc mà bỏ phế hết các việc diền chánh, kẻ sĩ nhu ham cờ bạc mà bỏ phế sự học hành, kẻ nông phu ham cờ bạc thì bỏ luống sự cái cày, kẻ tô tớ ham cờ bạc thì bị chủ đánh đòn, cho nên tiểu nhi này thí chữ chơi cờ bạc không lợi ích mà không chơi vậy. Nghe Hạng Thác đáp rủ đi chơi không đi, đánh cờ không đánh, bây giờ mới rủ với câu thứ ba nữa: ta muốn cùng trò bình thiên hạ, ý trò nghĩ sao? Thì lúc bây giờ cái người mà bình thiên hạ thì tâm trí phải khái quát, đồng lẫn nhau, để rồi khi thừa nhàn trổ giọng ngâm thơ bài thi phú thăng qua thời thế, người đó phải tâm trí khái quát đồng với nhau mới bình được cái thời thế. Cho nên lúc bây giờ Khổng Tử rủ Hạng Thác: vậy ta muốn cùng trò bình thiên hạ, ý trò nghĩ sao? Thì Hạng Thác lại là từ chối: thưa thầy, thiên hạ không thể bình được, hoặc gì có núi cao, hoặc gì có sông rạch, hoặc gì có dương hầu, hoặc gì có tô tớ. Nếu bình lấp đi núi cao thì chim thú lấy đâu nương tựa, còn lấp hết sông biển thì cá trảnh lấy đâu lui về, còn lấp hết chư hầu thì e nhiều tiếng thị phi, còn nhất hết tô tớ thì người quân tử có lấy ai mà sai khiến. Thiên hạ mênh mông há bình được sao mà thầy khéo bảo. Nghe nói vậy chữ bình của ông Khổng Tử là bình luận, mà chữ bình của ông Hạng Thác gọi là bình đẳng. Bởi vì thiên hạ cái người quân tử phải có kẻ tiểu nhân, cho nên trên thiên hạ không đồng với cái trình độ, nên vì lẽ mà Hạng Thác bác cái chữ bình gọi là bình luận, mà nói qua vấn đề là không phải đi đến cái chỗ bình đẳng. Cho nên từ đó đó, ông Khổng Tử đưa ra ba điều rủ mà Hạng Thác đều là từ chối, mà mỗi cái từ chối như vậy là đều có chỗ là lấn dê ranh hơn cái vấn đề về lý trí. Cho nên từ đó Khổng Tử lấy cái quyển gọi là Khai Tịch Càn Khôn mà chặn đứng cái Hạng Thác, để cho bớt đi cái việc tiên là trí hóa của Hạng Thác. Cho nên từ đó mới lấy cái quyển Khai Tịch Càn Khôn mà chặn đứng, hỏi vậy cho trò biết diền mối của trời đất, chỗ sau trước của âm dương hay không, sau là tả, sau là hữu, sau là biểu, sau là lý, sau là chồng, sau là vợ, mây ở đâu mà ra, còn sương mù do đâu mà khởi, trời đất cách nhau mấy nghìn dặm. Cái câu này là trong cái quyển Khai Tịch Càn Khôn, ông rút cái quyển này là lúc có con người mới mà khai thiên lập địa, mà đố ông Hạng Thác như vậy để cho chặn đứng Hạng Thác dừng lại. Nhưng không ngờ Hạng Thác lại là từ tiết mục một, giả đáp từ tiết mục một rất là minh bạch: thưa thầy, cửu cửu càn khôn diễn đệ dĩ định, chính là 81, đó là diện mốt của trời đất, 8 lần 9 là 72, là chỗ sau trước của âm dương, đông là tả, tây là hữu, trong là biểu, ngoài là lý, mặt nhật là chồng, mặt nguyệt là vợ, mây ở núi mà ra, còn sương mù vô đất mà khởi, trời đất cách nhau nghìn nghìn muôn muôn dặm, đông tây nam bắc đều có nơi cư trú. Thì nghe cái câu thứ nhất của trong quyển Khai Tịch mà được ông Hạng Thác giải đáp một cách rành mạch như vậy rồi, thì ông liên tục ra đố cái câu thứ hai, nó dài hơn câu thứ nhất: trò biết trong thiên hạ lửa nào không có khói, núi nào không có đá, cây nào không có lá, nước nào không có cá, trai nào không có vợ, gái nào không có chồng, trâu nào không có trâu ngá, mà ngựa nào không có ngựa cu, loài trống nào không có loài mái, mà loài mái nào không có loài trống, sao là quân tử, sao là tiểu nhân, thành nào không có chợ, và người nào không có chữ hiệu. Ông đố một dọc vậy là ông nghĩ rằng Hạng Thác không thể nào mà giải đáp được. Bây giờ Hạng Thác lần lượt giải đáp từ tiết mục một: thưa thầy, lửa nhón nó không có khói, núi đất nó không có đá, cái cây khô nó không có lá, còn nước giếng mà xây mà xài lên thì nước nó không có cá, cái người tiên không có vợ, ngọc nữ không có chồng, trâu đất không có trâu ngé, mà cái ngựa cây không có ngựa cu, loài trống nhúc riêng thì không có loài mái, mà loài mái nhúc riêng thì không có loài trống, người hiền là quân tử, người ngu là tiểu nhân, thành vua không có chợ, người nhỏ như tôi là không có chữ hiệu. Thành ra cái câu dài sọc vậy mà Hạng Thác cũng giải đáp từ tiết mục một xong rồi, thì Khổng Tử đố liền liên tục cái câu thứ ba. Ông đố câu thứ ba, hai câu này đầu tiên là nó rất dài, nhưng mà câu thứ ba này ông đố rất ngắn gọn. Ông hỏi vậy cho ta hỏi trò vậy chứ trong thiên hạ chồng vợ là thân hay là cha mẹ là thân? Chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ Hạng Thác giải đáp: thưa thầy, trong thiên hạ cha mẹ là thân chứ chồng vợ không có thân. Thì bây giờ Khổng Tử đáp:
chồng vợ đầu ấp tay gối, ăn chung một mâm, ngủ chung một mùng, sống thì đồng tịch đồng sàng, còn Thác thì đồng quan đồng quách, sao Châu ra cho rằng chồng vợ không thân. Thì bây giờ hạng Thác giải đáp thưa thầy, làm tay có vợ như chiếc xe có đôi bánh, lỡ mà hư một cái bánh thì có thể thay thế cái bánh mới khác được. Vợ mà chết đó, thì thay thế cái người kế phụ nuôi con, cũng như cổ tổ khi xưa vợ mất rồi, ông tục quyền với người vợ nuôi ông Thuấn cũng không có lỗi thời. Con gái nhà hiền ắt gặp chồng quý, cái nhà mười gian ắt đặng rường cột. Sự sáng của ba cửa sổ, sáu cửa sông không bằng sự sáng của một cái cửa gái. Sự sáng của cả sải thải tự tinh tú trên trời không bằng sự sáng của một mặt nguyệt. Các công ơn của cha mẹ như trời biển, há là mất đi được đâu mà ngài khéo bảo. Thì nói xong rồi cái câu giải đáp chót rồi đó, thì ông Khổng Tử ông không còn tính dạy nữa. Bây giờ ông chuẩn bị ra về, thì lúc bấy giờ hạng Thác chặn lại: thưa thầy, từ nay giờ thầy đố Thác, nhất nhất Thác đều đáp đặng. Bây giờ tới phiên Thác, xin thầy mửa chớ từ nan. Thì lúc đó ông Khổng Tử ông không còn đi về được. Bây giờ ông dừng lại coi để tưởng đố gì. Thì bây giờ hạng Thác đáp: thưa thầy, xin thầy cho biết vậy chứ, có con ngỗng con vịt tại sao nó nổi được, chim hồng chim mưng tại sao nó kêu được, còn cái tầm cây bá tại sao mùa đông nó tươi xanh. Chỉ có ba câu vậy thôi. Thì lúc bây giờ Khổng Tử nghe đố ba cái câu rồi, ông suy nghĩ rằng tất cả các sách đó, những sự học ông đều hiểu biết hết, nhưng mà ba cái câu này lấy cái khả năng mình mà đã đáp thôi, chứ cũng chưa biết nó trúng hay không. Thành ra ông mới giá đáp, ông nói là có con ngỗng con vịt nó nổi được là tại vì cái chân của nó vuông, chim hồng chim mưng kêu được là tại vì cần cổ của nó dài, còn cái tầm cái bá mùa đông nó tươi xanh là tại vì nó đặc ruột. Tức là cái tâm nó chắc nó vậy thôi, chứ không biết nó trúng hay không, nó vậy đó. Thì thôi vậy, trong lúc bây giờ hạng Thác đáp: thưa thầy, nếu thầy nói con ngỗng con vịt nó nổi được tại vì cái chân nó vuông, thì xét ra có con ốc, có con cá nó nổi phình phình mặt nước được, là đâu phải cái chân của nó vuông. Còn nói chim hồng chim mưng kêu được là tại vì cần cổ của nó dài, vậy cho con ruồi con muỗi nó kêu e e được đó, cần cổ nó đâu có dài. Còn nói cái tầm cái bá mùa đông nó tươi xanh là tại nhìn ra đạt ruột, vậy chứ cái tre cái trúc mùa đông nó cũng tươi xanh, nó cũng mộng thang. Thành ra rồi ba câu đó té ra như vậy thì ba câu nó cũng đều đặt hết. Thế vậy rồi không, ông hạng Thác đố câu thứ hai: thưa thầy, xin thầy cho biết vậy chứ trên trời có được bao nhiêu cái ngôi sao, câu một à. Thì Khổng Tử ông mới không làm sao giải đáp được, sao quá nhiều sao không đếm. Ông mới quở, ông nói nãy giờ ta đố gì dưới đất, sao ngươi lại đố gì trên trời. Thì hạng Thác mới đáp: thưa thầy, nếu nói gì dưới đất, xin thầy cho biết vậy chứ dưới đất mình đây là có được bao nhiêu cái nhà. Thôi nhà thì không sao đếm được rồi. Thì Khổng Tử không làm sao đố được cái câu thứ hai, nên mới quở, nãy giờ ta đố việc trước mắt, sao ngươi lại đố việc trên trời dưới đất. Thì bây giờ hạng Thác đáp, nó nói nếu nói việc trước mắt thì xin thưa thầy cho biết vậy đây, trước con mắt mình đây có được bao nhiêu cái lông mi. Thì lúc đó ông Khổng Tử không làm sao đáp được cái câu thứ ba, sau cùng rồi đó ông mới ngửa mặt lên trời than rằng: thật là hậu sanh khả quý, nào hay xưa chẳng bằng nay, kẻ sanh sau thật là đáng sợ. Cho nên từ đó rồi ông mới là ra xe về không dạy nữa. Từ đó người xưa có làm lại bốn câu thi: chớ khinh tuổi trẻ gã thông minh, tài trí hơn người thật tuấn anh, bàn luận việc đời không hạn lượng, mà rõ ràng đã cổ thánh hiện thân hình. Vậy thì hồi xưa hạng Thác khi xưa là ông quyền thân gió tổ, trở lại mượn xác ông của hạng Thác khi xưa có 8 tuổi thôi à. Thế rồi hôm nay Đức Bình Vũ Chủ trở lại đây là một cái thân xác này, nay cùng đã hết già quá trẻ, từ cái chỗ già là Đức Phật Thầy Thế An, mà trẻ là Đức Bình Vũ Chủ trở lại đây. Cho nên từ đó ngài mới viết trong cái bài Vịnh Thơ Hằng Nga: dầu cho thân mổ thanh xuân tuổi, thức giấc đời mê phải được hay. Thì quý vị biết là một vị cổ Phật lâm phàm không luận vấn đề già trẻ chi cả. Nếu ai là thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý và trung quán nhân sự, ba điều danh lợi tình không có, thì đó là quả là một vị Phật. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi kể qua một vài mẫu chuyện và kết thúc. Chúc quý vị được thân tâm an lạc, đạo quả dương dung và được vui mãi sống trong cuộc đời hạ ngân, và một ngày kia gặp Đức Thầy trả gót. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Mười, dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa ông Mười, ông làm ơn giải thích giùm cho con đoạn ngắn đó thôi ông Mười. Vậy hả? Dạ, vì tại ông Mười mới nhắc tới Đức Thầy là già quá trẻ. Đó thì bây giờ các tín đồ cô chú anh chị người nào cũng mong thầy về hết trơn á ông Mười. Nhưng mà tại sao mà có lúc thì con thấy đăng trên mạng là Đức Thầy ở đây, Đức Thầy ở kia, nhưng mà ông Mười trong cái nghiên cứu của ông Mười trong giáo lý, có khi nào mà thầy có hẹn về và thân hình như thế nào không ông Mười? Thì con thấy có cặp Phụng Hoàng Đắc đi về thì cũng nói điềm thầy về,
rồi ông lão chèo đò dưới sông cũng là thầy về. Thì qua cái đoạn này con nhờ ông Mười giải đáp giùm cho con một đoạn ngắn thay vì giờ này thầy giờ có hạn ông Mười. Đó là rất hay. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nói chung về cái tâm lý của quần chúng, nói chung và nói riêng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ai cũng có cái quan niệm là một ngày nào đây rồi mình sẽ có cái chỗ là vinh hạnh gặp lại Đức Thầy, khi Ngài có cái lời hứa là ít lâu ta cũng trở về, hay là tạm ngưng đạo đức đó ít ngày Thầy qua, là một ngày gần đây Thầy sẽ trở về nên bản xứ Việt Nam. Nhưng mà có một điều là cô bác anh chị em người ta nghĩ lầm rằng trong cái thời gian mà Đức Thầy đã dùng cái tam thân tứ lượng đó, tam thân là pháp thân, ứng thân và hóa thân, là khi Đức Thầy mượn chiếc ghe của ông cả kìa. Thầy nói là khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê, giả dốt hết trong thị thiền, tức bây giờ Ngài Thầy nó giả ra tất cả những cái cảnh ở thế gian này mà có thì đều là có cái chuyện quá giả ra quyền giả nhất thời chi đều di dụng của Đức Thầy. Nhưng mà khi Đức Thầy họ hẹn mà trong cái mẫu chuyện bên Thầy đó, trong đó Thầy nói với ông Út, Thầy nói rằng ông Út qua Út là thời gian tôi xa vắng tín đồ của tôi đó là một thời gian không ai biết tôi ở nơi nào cả, thì làm cho những tín đồ tôi rất là buồn tủi, không biết tôi đâu mà tìm. Nhưng mà tôi báo cho ông rõ là trong một thời gian sau này đó là tôi sẽ trở về bằng nguyên xác của tôi đây, chứ không có trở về một ông nào khác hơn cái xác này cả. Nếu mà ông phải chắc nhìn cho tôi cho kỹ. Và đồng thời một mẫu chuyện nữa đó là cũng là có mẫu chuyện bên Thầy đó. Khi Thầy nói với Đức ông này, ông cả à, sau một thời gian tôi vắng mặt rồi đó, thì có ai đồn tôi về ở sau hè, ông đừng có tin, mà về ở trước cửa tổ đình ông đừng có tìm, mà tôi về ngay chỗ này. Thầy lấy cái tay Thầy gõ vô cái bộ ngựa trường kỷ mà hiện giờ của nhà của Đức ông đó. Tôi về ngay chỗ này nghe ông cả. Nói xong rồi Thầy lấy cái tay Thầy chỉ ông cả, nè ông cả à, tôi cho ông biết là tôi đi sao về vậy, chứ không có một cái xác khác nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn ông.